Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây hải châu thành phẩm nha. Cây hải châu thành phẩm. Cây này có mã số là 425 nha, 425. Rồi em đo ở trên đi. Đó, đo cho cái eo đó đi. Rồi, eo là 29 nha. Cây cao đến ngọn lũ này. Cao đến ngọn lũ là 57 nha, 57. Chậu thì em đo qua bên này. Chậu tầm 26 25 lọt lòng nha. Thì cái cây này á, cái phần thân trắng là phần lũ nha, phần thân khô lũ, còn cái phần thân sống là phần bên này. Đó. Cây này đang có trái luôn nha. Nè, cây đang đậu trái luôn nè. Đó, ra ho đậu trái luôn. Cây thì chi tàn ấm rồi nha. Đây nó có cái cò qua cũng khá là đẹp. Đây. Cây thành phẩm nha mình. Rồi cây này nhà vườn xin giao lưu là 3 triệu bao ship cả chậu luôn nha. 3 triệu bao ship cả chậu luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. 3 triệu bao ship cả chậu luôn. Hải châu lá nhỏ nha. Cây đang có trái rồi mình yên tâm luôn. 3 triệu bao ship nha. Không bao người mẫu nha nhà mình. Rồi nhà vừa xin qua cây này luôn.